Khát vọng mùa vàng tuần này sẽ đưa quý khán giả đến với vùng đất Đồng Tháp để gặp gỡ và tìm hiểu câu chuyện của người nông dân Phạm Thanh Liêm. Từ một người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nghỉ học từ sớm và bươn chải qua rất nhiều nghề. Nhưng với sự sáng tạo, kiên trì và cả đam mê, anh Liêm đã thành công sáng chế ra các loại máy móc hỗ trợ cho việc sản xuất nông nghiệp như thiết bị gieo hạt thẳng đứng, máy xạ hạt kết hợp phun xịt. Những sáng chế của anh Liêm không chỉ giúp anh có nguồn thu nhập ổn định, mà quan trọng hơn, nó còn giúp cho công việc làm nông của bà con nông dân trở nên dễ dàng. Với những gì đã làm và đã đạt được, chắc chắn những chia sẻ của anh Liêm trong chương trình sẽ vô cùng đặc sắc và hấp dẫn. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Khát vọng mùa vàng với câu chuyện về cuộc đời và quá trình đi đến thành công trong sáng chế máy móc phục vụ nông nghiệp của anh Phạm Thanh Liêm. Sẽ được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.